Hello, come back to my channel. Enjoy Mario Party Double Jump Minigame. Bắt đầu vào game nào. Hi, go boom. Chơi trò bắn đại bác. Ok, đây là gì? Cho nó trốn. Ok. Đốt cả A đây. Hai thằng. Đi nè. Ôi giời, đơn giản. Hay anh nhở? Ok. Cho auto chọn game. Đó là game nhảy xa. Sẽ nhảy trước. Mẹ. Ôi. Mẹ. Chậm. Mẹ, nhảy xa vậy trưởng. 3 mét. Ôi, 34 mét luôn. What the hell. Rosalina. Tại nó còn nhảy thấp hơn mình. Tiếp theo tức là à cái bóng bầu dục. Ok, chặn thằng này mày nhà bưởi. Ô tô chém đi. Ok, đây là nghiêng à? Rồi. Rồi. Hai. Không một cái đó. Yeah. Rồi, thắng rồi. Rồi, game solo nên chỉ có 2 người thôi. Game đập chuột chũi à? Lắp đây. Chè, vẫn nhất. 16 giây cơ mà. Ok, tiếp tục nào. Auto đi. À, vẫn là người bị đi săn. Người bị săn. Và còn Rosalina sẽ là người đi săn. Ôi xa, mẹ. Để đập vào nó. Nào, để xem nào. Có sống đến lúc về đích không? Đuổi làm sao được thì mình vẫn thắng. Rồi, win.
Dodi. Đây là game thuần tìm hai ẩn sinh cô vô theo dõi đấm đỏ nhà y à rùa nhà y bắt tờ nhau thằng kêu cùng bằng nhau à. Rồi, auto đi. À, leo núi. Rồi. Ok. Em kinh điển đây. 3, 2, 1. Ê xa, 10 giây. Yeah. Tuyết. Okay, rồi. Rồi, chết thật to. Hất thẳng vào đầu nó. Xuống vật. Xuống vật. Một thằng. Easy. Nhất luôn. Auto đi. Đây là game đua ngựa. Đây là game đua ngựa nào. Ok. Cưỡi ngựa là nhấn L bro. Ok. Để đi đầu tiên. What the fuck? Nè, 80 điểm bọn. Xem hàng này, 3 hàng này bao nhiêu điểm đây? Xem nào.
Luigi. Phát cuối rồi. Đây đây, Rosalina được bao nhiêu đây? Ôi, 50 luôn. What the hell? Ok, xem là nhất nào. Ok, và mình sẽ phép dừng game tại đây. Các bạn thấy hay để lại subscribe hộ kênh mình nhé. Bye bye.